chị Chibu đang là cái tên rất hot gần đây. Trên các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm của cô nàng liên tục được bàn tán. Không hẳn vì nó hay, cũng không hẳn vì thành tích khủng, mà vì những lùm xùm liên quan. Sản phẩm của cô bị dân mạng chỉ trích, chê là sáo rỗng, vô nghĩa, dung tục hay thậm chí bị gọi là rác. Tối 22 tháng 9, trong một sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng, Chibu đã có những chia sẻ về những ồn ào gần đây. Người đẹp bộc bạch khi quyết định bước sang con đường ca hát cũng là lúc bản thân biết thế nào là những sóng gió đầu đời. Không giấu được cảm xúc, Chibu bật khóc ngay trên sân khấu. Có lẽ là như mọi người cũng biết thì hành trình trong sự nghiệp của Chi đã đi qua đến thời điểm này đã là 13 năm rồi. Từ những ngày đầu tiên khi mà Chi xuất hiện với hình ảnh là một cô teen girl rất là trẻ trung, tinh nghịch rồi được mọi người yêu quý với cái danh xưng là hot girl, cũng như là mọi người thấy Chi rất là hồn nhiên và trong sáng trong những cái vai diễn mà Chi tham gia. Rồi sau đấy cô teen girl đó, cô ấy lại muốn phá cách. Một ngày cô không muốn mình an toàn trong cái vỏ bọc đấy nữa. Cô muốn bước ra, cô muốn bứt phá. Và đó cũng chính là lúc mà Chi Pu quyết định bước sang con đường ca hát. Chi Pu tâm sự, với cô dù người yêu mình có, người ghét mình có, nhưng có một điều mà cô luôn tự hào về bản thân, đó chính là không bao giờ hoài nghi chính mình. Nhìn lại thời điểm cách đây 2 đến 3 năm, dù khả năng hát live nhiều lần bị chê, nhưng có một sự thật là rất nhiều sản phẩm của Chi Pu thời điểm đó cứ ra là hot. Từ ca khúc Đóa Hoa Hồng, Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi, Mời Anh Vào Tim Em hay Anh Ơi Ở Lại. Sau khi phát hành thì đều lọt top 1 trending YouTube, thậm chí là có ca khúc còn đạt hơn 100 triệu lượt xem. Bất chấp những chê khen, Chi Pu khẳng định trong dự án hiện tại, cô và ekip vẫn tiếp tục mỗi tháng sẽ ra một MV. Tuyên bố này khiến dân mạng không khỏi bàn tán. Nhiều người cho rằng thay vì ra sản phẩm liên tục, Chi Pu nên dành thời gian học hát, luyện thanh để nâng cao khả năng hát live. Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 ở Hà Nội. Cô là hot girl đình đám trong giới trẻ trước khi trở thành diễn viên ca sĩ. Người đẹp từng tham gia các phim 5S Online, Thần Tượng, Chị Em. Khi lớn sân ca hát từ năm 2017, Chi Pu gây nhiều tranh cãi cả về giọng hát lẫn phát ngôn. Năm 2021, Chi Pu còn được Forbes đưa vào danh sách 100 ngôi sao mạng xã hội châu Á. Còn quý vị nghĩ sao về những ồn ào gần đây của Chi Pu? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ sớm trở lại trong những tin tức mới nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin chào và hẹn gặp lại!